Nhưng Lam Sơn đây chỉ có trâu cày ruộng cấy, người người và cưới nông tan làm lụng suốt đêm ngày. Áo vải quần bố không bon chen sự thế, lòng thanh thản ung dung ai muốn dò thì cứ việc. Còn chuyện ta nhờ thầy ngó cùng cháu hành cùng Lê Thạch cháu ta. Dân đã xong. Vậy cháu nghĩ sao khá tỏ? Lê Quỳnh tài mạo phi phàm, thêm chuyên rành văn võ lược thao. Ai người hữu phước mới được giao đầu chung bước khách hùng anh. Dân đang dưới ách gông cùm, cháu chẳng an lòng sống chuyện riêng tư. Đợi ngày non nước bình yên, quốc tống xâm lăng sẽ lên đèn long phùng. Khen thai nhi nữ kiên cường, ách nước nạn nhà chúng một niềm đau. Cháu Thạch nhà ta may mắn ba đời, mới mong được lọt mắt xanh. Trái khôn tìm vợ chợ đông, giới khôn tìm chồng giữa ba quân tao loạn. Ta mong ngày ấy không xa, đêm đuốc qua sực rỡ tưng bừng. Cạn chung rượu nhạc nỗi vui mừng đến hay. Thầy ở Đông Quan chẳng hay thầy đã gặp. Nguyễn Trãi tiên sinh là bậc túc nho văn sĩ Bắc Hà.